7 lốc 32GB đúng không? Máy zin. Mật khẩu là gì? 0999 anh ạ. Tắt mật khẩu đầy đủ. Ok, máy zin. Con này mình mua 1.9 triệu anh em nhé. 1.9 triệu con này. 1/7 lốc zin luôn. Ok nhé, của anh rất đẹp dài nhé. Con này bán không? Có bán mà. Con này bao tiền đây? Chẳng biết là anh cứ giả được bao nhiêu. Không có đồ rồi thì thôi, con này thật sự là đồ sạc không có đúng không? Thì anh mua được 5 lít. Đấy, có bán thì đó. Lên kèo. Con này thì bao tiền? Anh giả được bao nhiêu? Google Pixel 3 đúng không? Con này hỏng màn. Hỏng màn luôn, còn đâu là máy móc vẫn còn ngon, phim. Hỏng màn thì đất. Không biết mua bao nhiêu được. Chốt được kèo này này. Kèo này thì là 2.4 đúng không? Còn bên này bên gì không biết đúng không? Bên S6 thật sự là cái này đấy không có đồ đâu, không đồ thay đâu. Bây giờ thay vào cái màn này, kể cả mình lấy về chưa chắc có thay được cái màn cong này này. Chứ chắc mình có thay được cơ. Thật. Bây giờ mua về thì chắc mua mấy trăm thôi. Vâng, mấy trăm cũng được. Thế thì cái này là 300. Thì thế thôi, không thật sự để cái vết xó thì làm gì đâu. Đấy, anh nói thật. Cảm ơn nữa anh. Cả tự hai cái này là 300.000. Vâng. Đây cho anh em thoải mái. Thêm một tí. Thì mình mua đồng hồ đéo này nhá. Đồng hồ đéo nhá. Đồng hồ đéo, gọi là đồng hồ đéo. Samsung. Đồng hồ đéo 500.000. 1.9 triệu. Con này là Excel 4 hay sao ạ? 4 à 3. À 4 thì thôi được rồi. Thế này tổng cộng là bao tiền nhỉ? 1.9 triệu này 2.4 triệu này, 2.6 triệu. Ok nhá. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhá. Các thành viên của nhà mình thì các bạn biết cái lão lợn kia này, hình kìa. Hello, chào anh em Phát à. Xin chào mọi người nhé. Chào nhá. Chào tất cả mọi người đây là Tuấn đâu? Chào anh em nhá. Chào anh em. Thằng hai ăn này. Anh làm gì đây? Chết con sáu chưa xong hả? Chưa sợ. Chưa, hôm nay anh sửa. Anh đi gì đây? Sửa sóng con năm. Sửa sóng con năm à? Ừ. Sống chưa? Chết chưa? Mới đóng mà thôi nhưng mà không thấy lên nguồn. đang sống mà tiền thì không lên nguồn rồi. Tâm này có gì hay không? Rất là nhiều kèo cho anh em nhá. Sau một lút. Máy đẹp. 99%. Máy đây đủ. 99% đúng không? Kiểu đấy. Chức năng thế nào em? Chức năng thì full, anh kiểm tra đi, kiểm qua đi. Cho cam kinh dị này. Này cam này. Cam dung. Cam dung à? Ừ, tôi được gọi tiện thể mình sẽ. Cái này bao tiền đấy? Cái này máy đẹp này 2.2 triệu. 2.2 triệu, thế là tiện thể mình sẽ fit cam cho các bạn xem. Rồi giờ để mình đánh fit cam cho mọi người xem nào. Những cái bệnh 6 Bluetooth hoặc là S Bluetooth ấy, cam nó rất là đắt luôn anh em nhá. Thế sao? 3 bát à? 3 bát tí nữa. Những con máy 6 Bluetooth hay bị cam rung thì ra ghế ngồi đi. Bình thường là nó bị cam rung là do là bị gì? Thôi gì? Pin sao hết á? Cầm ra kia bên phòng kỹ thuật kia này, nhận các anh có pin này, cầm dầu pin này. Sang bên kia anh em thay pin. Đây, tiếp tục fit cam dung nhá. Bình thường cam dung thì mình sẽ lấy cái nam châm ở từ một cái loa bé anh em này. Đây mình sẽ bẻ cái nam châm cho anh em xem. Cái nam châm này các bạn nhà ai chắc các bạn ở nhà thì chắc chắn sẽ biết cái nam châm nó ở đâu có thì. Các bạn dùng kìm bẻ, đây mình tận dụng ở cái loa trong. Mình sẽ bẻ ra cho anh xem nhé. Bình thường cái cam của 6 Bluetooth giá thành các bạn đi thay bây giờ 6 Bluetooth phải thay tầm 150. 6S Bluetooth các bạn thay phải tầm 300-400. Đấy. Thì nhiều người không có số tiền mấy trăm như thế thì các bạn có thể tận dụng cái nam châm này sẽ làm không bị cam rung nữa. Tao chắc phết đấy. Hơi ngược tay một tí. Đây nhá, này nam châm này. Đấy. Khi mà chúng ta gỡ ra chúng ta sẽ cắt nhỏ đi đây. Đấy. Nhỏ như thế này. Chúng ta nhét vào khe này.
Cái gì đấy? Đây. Đấy. Ok nhá. Cảm ơn hết căng. Cầm nhé, nhé, cầm trước cầm sau ok này, đúng không? Đây là một cái kinh nghiệm cho anh em là đỡ phải thay cam. Mình phải thay cam mất 300, 200, 300 đấy, 400. Thì chúng ta chỉ cần cục 500 dính vào phát là ok. Nhá, nhát chưa? Nhát xa này, nhát gần này. Ok nhá. Đấy, chúng ta chỉ cần gắn đây này, nhìn kỹ xem. Đấy. Rồi mình sẽ lắp vào. Con này là bao tiền đấy? 2 triệu 2. Rồi, con này bên cho mọi người xem bên bên trong đã. Đây, bên zin luôn nhá. Ok, bên zin 2 triệu 2. Con này chốt luôn nhá, 2 triệu 2. Ai mua mình sẽ bán được tầm 2 triệu 3 đến 2 triệu 4. Sau một lúc cũng thế. Hôm trước mình, tối hôm trước mình mua như video đoạn lúc trước ấy, mình đã quay con, mình mua con này với giá là 500 nghìn. Mình mua cái đốc sạc đây là 300. Xe ôm mình thuê 100 đó là 400. Thì nói chung là con này mình cũng chẳng biết trải nghiệm gì, màn rất nét luôn, màn AMOLED nét lắm anh em ạ. Thì chẳng biết dùng cái này con này làm gì cơ, chắc là phải kết nối một con Samsung nữa, nhưng mà do mình không dùng Samsung bao giờ mình cũng chẳng biết là kết nối như nào. Đây là Samsung này, máy Samsung luôn. Con này gọi là con Samsung ghi ép ra đấy, rất đẹp luôn. Anh em nào mà thích đồng hồ đeo tay thì con này đẹp này. Con này mình sẽ trải nghiệm 2-3 hôm nữa mình sẽ bán sau nhá. Giờ mình chưa bán được, hiện giờ mình chưa bán. Nếu mình bán thì mình sẽ bán còn hơn 1 triệu thôi. Vì tổng bộ mình đầu tư vào 900 vào đây rồi. Mình sẽ bán tầm 1 triệu 1 triệu 2. Anh em nào cần thì liên hệ mình nhá. Cứ đặt cạnh trước đi, khi nào mình bán thì mình sẽ bán. Đẹp lắm anh em ạ. Có rất nhiều kèo cho anh em nhé. Ok, kèo gì đây? 7 Bluetooth, máy zin. À, còn 7 Bluetooth, lốc có thế. Máy lốc, máy lốc bản 32 nhé, lốc Mỹ. 7 Bluetooth, lốc Mỹ à? Lốc Mỹ. Bao nhiêu ghi? 32 ghi. 32 ghi. Máy zin không? Máy zin, áp luôn. Không lỗi lầm. Biết luôn, không lỗi lầm gì. Cam sau này. Quan trọng nhất là cam nó phải nét. À đấy, tên gì đấy? Tên gì đấy? Pin. Tên pin bao nhiêu? Nít. Nít rồi. Anh bảo pin 6S 100 nghìn. Hỗ trợ đó. Pin 6S 100 nghìn cũng được, ok. Con này bao nhiêu? 2 triệu 8. 2 triệu 8. 7 Bluetooth, lốc 2 triệu 8. Full chức năng. Full chức năng. Máy zin. Con này mình sẽ bán cho bà con 3 triệu. Con này chốt 2 triệu 8 nhá. Con này chốt 2 triệu 8 mình sẽ bán cho bà con 3 triệu. Ok, thôi mình chốt của tâm trước đi. Một con 6S, mất vân. Zin. Zin át. Bên zin, màn zin. Bên zin, màn zin. Máy người ta đang dùng đúng không? Mất vân. Còn người ta đang dùng này. Đang đánh trên... Em chỉ mua của dân nhưng mua của ai đâu. Lốc Mỹ 16 ghi. Máy quốc tế. Tại sao bà làm gì? Máy quốc tế. Cái tình sao linh tinh. Nhộng đồng nát này. Quốc tế mất mỗi vân thôi. Quốc tế à? Ừ. Tế mất vân bao tiền? 1,5 triệu. 1,5 triệu một chút chú bán anh chỗ 3 trong 1,5 triệu. Tôi làm 1,4 triệu anh em. Còn tùy máy anh ạ. À, máy kia xấu. Cái này thì hình thức là hình như ok rồi. Nó chỉ loang cái sơn thôi. Sơn này 1,4 triệu, 1,4 triệu không nói nhiều. 1,4 triệu. 1,4 triệu được. 1,4 triệu đâu. Mấy cái chập bạc. Gì bảy bờ rô. Gì bảy bờ rô con này gì không? Thay màn lần rồi, thay màn OLED. Thay màn OLED rồi. Như zin luôn. Con này ra mấy ghi nhỉ? RAM 3, bộ nhớ 32. RAM 3, bộ nhớ 32 GB. Z7 Pro. Có gì nào em mới nghĩ. Máy này gọi là màu xanh. Full chức năng đúng không? Full chức năng. YouTube xem được ấy nhỉ? Sao xem được, đời trước thầy mua là 6 triệu mấy, 6 triệu 9. RAM 3 được ấy nhỉ, con này 1 triệu mấy? 6 triệu 9. Con này 1 triệu 1. Con này bán 1 triệu 2 cho anh em nhé. Nhớ ăn không? Húp. Con này 1 triệu mốt đúng không? Rồi chốt là 1 triệu mốt này. Các bạn giờ ăn Tết rồi này, hiếm máy cũ nên là mình tâm cũng kèo là mình gúp con này nhá. Con này nhá. Con này quên mật khẩu nhưng em có thể hỏi được anh nhá. Cứ bình tĩnh nhá, coi như là cứ bán luôn cho anh đi. Bán luôn không nhớ mật khẩu đúng không? Ừ, bao tiền? Bán 2 triệu 2. Máy ZF Plus Zin đúng không? ZF Plus Zin full chức năng. ZF Plus quốc tế. Quốc tế full chức năng. LLA.
chú tế mới ghép mới đang xin này, zin này, zin zin sám vỏ lại này. Nhìn người ta chắc người ta dùng ốp đúng không? Khách ta dùng ốp này. Nhưng vỏ zin thì nó mới thế. Ừ. Này kính cam này. 22 đúng không? 22 thì con này nếu mình phá cái lao ra thì mất tầm 200 nữa, 24 bán có đồ tí sau, tí bán cho bà con sau. iPhone 5. Năm thường. Quốc tế lúc. Quốc tế chứ. Bao tiền? 50, 5 lít. 5 lít rồi. Ừ. Mua được. Bán cho bà con 600. Bán 600 được nhỉ. 500 điểm du. Con gì đấy? Con 6 Bluetooth lốc 128GB. Lốc 128GB bao tiền? Vâng. Tốt. Triệu mốt như này hỏng cam. Hỏng cam à? Hỏng cam hỏng nhiều thứ lắm. Ừ, đúng rồi cam. Hỏng cam trước cả bên sau. Ê, cam đen xì hết pin đúng không? Ừ. Thế con này cái hỏng cam thì bán bao nhiêu? Triệu mốt à? Triệu mốt anh thay cam, thay cam 100 thành triệu 2. Triệu 2 bán cho bà con triệu 4. Thay cam trước á. Thế để bán cho con bà con triệu 4 được. Đang hết máy. Đâu còn con gì đây? Con A5 2016. Con này A5 vãi. À nhầm. G5. G5 2016. Lộn. Bao tiền? 700. 700. Máy nó vậy lất tí kính anh em chú ý. Chú ý tí kính luôn. Ơi, này không. Con này bản Việt hay bản Hàn? Tháo tháo đi đây. Bản Việt. Bản Việt lắp được 2 SIM đúng không? Đúng rồi. Bản Hàn thì lắp 1 SIM không? Bản Việt. Tem bản xem ok. Điền viết chắc ok nhỉ. Ngon đấy. Dùng ngon mà. 700 đúng không? 700. Được, chốt. Bán anh em 800, thế thôi làm xong rồi. Đây còn con này anh bán hộ em, anh chắc anh không lấy cái này đâu đúng không? Con gì đấy? Con đây. A5S. A5S. Oppo A5S. Hồng màn. Hồng màn, màn bao tiền nhỉ? Màn nó tầm khoảng 400. 400 cái màn. Bạn nào mua A5S này, con này bao tiền đi? 1 triệu. Bán ở tầm 1 triệu. Bác nào nó thợ thích con này thì múc thôi, vì con này vỏ đẹp lắm. Vỏ đẹp vãi luôn. Nói chung là lắp màn ngay. Lắp màn ăn ngay, quay lắp màn thì 400-500 nữa vào thành 1 triệu rưỡi bán. 1 triệu rưỡi, 1 triệu 6 cũng được. Con này nếu bán luôn rồi, con này của ai? Của em, khổ. Bán luôn rồi. Con này đồ là nghề làm ăn. Ôi thiệt, thế thì hết kèo rồi. Đây có con này nữa, bán luôn hộ em tiếp. Con gì đây? Con này làm 3 lít. Con này F1 gì? Bluetooth. F1 Bluetooth 300. Hồng màn, hồng màn. Hồng màn. Ừ. Đây mình sẽ bán hộ tâm hai con này, tâm ai cần thì sẽ liên hệ với mình sẽ liên hệ với tâm mình ủng hộ nhá. Các anh em chút nhanh nhá, chứ cứ mà cứ gọi sau là bán hết rồi, các anh em gọi muộn. Thế là hôm nay có cái kèo con này. Hôm trước mình có đăng lên, mình bảo là mỗi con mình lãi 50-100 thôi. Thì có bạn bình luận, bạn bảo là thêm một ngày bán được 10 con kiếm 1 triệu bạc. Bảo là thế là bán làm gì có tâm nữa. Làm ăn kiếm như thế thì bán gì bán đắt như thế thì mình cũng chịu. Mua bán xong ai bảo hành cho các bạn đây. Bây giờ mình sẽ lọc lại từng con cho các bạn nhé. Xe Bluetooth này 2.2 triệu đúng không? 2.2 triệu. Mình phá hai cái lao ra thì bán 2.6 triệu hoặc 2.7 triệu thôi. Đây F Bluetooth, 6S Bluetooth zin nhá, 16GB. Con 5S này iPhone 5 này bao nhiêu? 500 à? 500 bán vào con 600 này. Con này con 6 Bluetooth 128GB máy lốc đúng không? Mình bán vào con 1.4 triệu này. Lắp ghép SIM ok, mất vân tay này. Màn zin này. Men zin đúng không? Men zin. Bao con này bán 800 này, con này con G5 2016 đúng không? Đúng rồi. Ngon luôn đấy, con này các bạn nào dùng con này phê luôn đấy. Thật. Tuy nó cổ tí nhưng mà ngon. G7 Pro này, bao tiền? 1.1 triệu hoặc bán 1.2 triệu. Con 6S này con vợ tâm bán mình bao nhiêu? 1.4 triệu. Đúng không? 1.4 triệu. 1.4 triệu. Và 1.5 triệu anh trả 1.4 triệu chứ. 1.4 triệu đúng không? 1.4 triệu bán vào con 1.5 triệu. 6S mất vân nhỉ, 1.5 triệu bán được nhỉ. 7 Bluetooth đây, đặc biệt con 7 Bluetooth này mình sẽ bán vào con 3 triệu kèm SIM ghép. 7 Bluetooth lốc nhá, máy zin. Con này cũng cực chất luôn anh em ạ, pin 100 luôn. Pin mới đúng không? Vừa anh chúng một của anh pin. Ok. Không biết sao vào làm gì. Hôm nọ anh chi chết con máy chứ sợ. Chưa kinh à? Sợ thì không thành thợ được các bạn. Đúng rồi. Rất chịu khó nhá. Hôm nay nhận chơi kèo mình đấy. Đấy có mấy con đấy anh em là chốt được cái chốt thôi. Cho nên là hôm nay thì mình cũng có tạo vài kèo thôi chứ không có nhiều kèo đâu. Đấy thì đấy anh em nhá.
về máy đây. Nhưng là chốt sớm thì nên kéo nhé. Có con Samsung này anh em nào thích thì 2-3 hôm nữa mình bán được nhé anh em nhé.